Welcome back to my channel Cường Kênh Cúc Official. Chào mừng quý cô chú và anh chị đã đến với kênh của chú Cường nha. Hôm nay thì Cường mời quý cô chú và anh chị của mình về với Lào Cai, khu vực ở Tây Bắc, để mình đến thị trấn Sapa và thăm bản Cá Cát, một trong những bản làng rất là nổi tiếng không chỉ là ở Việt Nam mà là cả thế giới. Khi mà đến thị xã Sapa rồi thì bản Cá Cát chỉ cách 2 cây số thôi, có nghĩa là mình đi ở trong đường đô thị, sau đó là đi một đoạn hơi vắng chút xíu là mình sẽ tới được khu vực là bản Cá Cát. Ở đây là mình hoàn toàn có thể đi xe máy hoặc là xe 45 chỗ đều được hết, nhưng quý cô chú và anh chị, tuy nhiên là do ngày Cường đi là bị sạt lở một chút xíu cũng như là đang làm đường nên là xe mình sẽ đi không được, thì Cường quyết định là mình sẽ đi xe ôm để đi vào ở trong bản Cá Cát. Tại thật sự là đi du lịch Sapa mùa này có những ngày trời nắng đẹp thì rất là hiếm nha quý cô chú. Đây, hiện tại là do đường bị lở nên là mình sẽ đi xe ôm nha cô chú. Từ đây mà xuống bản Cá Cát thì 30.000 đồng một xe. Rồi bây giờ sẽ đi nha cô chú, 30.000 đồng một xe. Anh chạy xuống phải xe xuống. Ở đây là đi xuống khá là dốc. Đây xuống dưới sao không anh? Nó trên 600 mét rồi anh. À. Đây cô chú mình sẽ thấy được mấy cái xe này đang đậu lại luôn nè. Do bị kẹt như vậy nên là không thể nào mà đi xe 16 chỗ xuống được. Nhưng mà hôm nay là thời tiết rất là đẹp nên là bắt buộc là mình sẽ đi luôn nha. Tại vì lâu lâu mà ngay mùa mưa mà Sapa nó thời tiết nó đẹp như vậy nên là đi luôn, tính để ngày mai. Nhưng mà ngày mai thì sợ là trời mưa thì đi sẽ không đẹp. Rồi ở đây kẹt lại luôn nè. Hiện tại là mình đi xe máy nhưng mà vẫn kẹt lại nha cô chú. Giờ ở phía này là đang làm đường đây. Đây cô chú mình xem thấy không? Cái này là do sự việc phát sinh đó cô chú. Và ở đây là có mấy bạn mà chạy xe ôm hoặc là mấy anh mấy chị chạy xe ôm á, là của đồng bào người Hờ Mông. Và ở đây Cường thấy là về văn hóa giao thông thì nó cũng khá là nguy hiểm nha cô chú. Và khi mà mình đi như vậy nè, người ta chở mình nhưng mà người ta không có nón bảo hiểm thì mình cũng phải chấp nhận mình ngồi thôi. Tại vì đi từ ở trên chỗ đứng hồi nãy đi xuống bản này thì cũng phải 100 mét thôi chứ không phải là quá xa. So với những bản làng khác thì bản Cá Cát là một trong những bản làng được xem là giàu nhất nha cô chú. Có nghĩa là du lịch rất là phát triển. Nhưng mà Cường thấy thì đường xá đi như vậy này cũng rất là khó khăn. Thì suy ra là những bản làng khác của những vùng khác còn khó hơn gấp mấy lần. Nên là mỗi lần mà có kỳ xét tuyển hoặc là thi đại học giống như Cường ngày xưa mà những vùng xa xôi được cộng điểm á, đôi khi mình không có hiểu được là cuộc sống cũng như là hoàn cảnh ở nơi đó, mình thấy cộng điểm thì cũng thấy bất công. Nhưng mà khi đi rồi, đi khắp Việt Nam rồi mình mới thấy được là cuộc sống của người dân cực kỳ khó khăn, còn rất là nhiều khó khăn nên việc cộng điểm là điều hiển nhiên nha cô chú. Ở đây mình có thể lựa chọn là mình đi bộ xuống, Cường thấy cũng có tớp khách khác, đoàn khác người ta đi bộ xuống, tuy nhiên là mình đi xe ôm thì sẽ nhanh hơn. Ở đây nếu mà cho mình chạy luôn á, mình cũng tay lái cứng rồi, nhưng mà mình thấy cái đường này là mình sẽ sợ nha cô chú. Tại một bên á, là mình sẽ thấy được là núi rất là cao, còn một bên gọi là vực thẳm luôn. Mình đi mà mình không quen á, thì nó rất là nguy hiểm nha. Khi quý cô chú và anh chị của mình quyết định đi du lịch mà khu vực Tây Bắc thì chắc chắn mình sẽ rất là muốn tiếp xúc cũng như là tìm hiểu về văn hóa của người đồng bào ở đây. Và trên đường đi mình cũng sẽ thấy rất là nhiều làng bản nhỏ ở đây. Có thể là mình có thể đi vào tự tìm hiểu, tuy nhiên thì cũng sẽ có nhiều bất đồng về ngôn ngữ này, hoặc là văn hóa sẽ khác nhau, nên cũng khá là nguy hiểm nếu mà mình đi một mình nha cô chú. Nên nếu mà mình không rảnh thì tốt nhất là mình cứ đi bản Cá Cát, bản thuần về du lịch luôn. Mình cũng có thể đi sâu vào phía bên trong, mình tìm hiểu về đời sống của người dân ở đây cũng khá là thú vị nha. Cá Cát là một bản làng của người đồng bào dân tộc Hờ Mông, nằm ở dưới chân núi Hoàng Liên Sơn hùng vĩ, bên dưới của đỉnh Phan Xê Băng, được xem là nóc nhà của Đông Dương, nơi mà những nét văn hóa của người bản địa gắn bó chặt chẽ với thiên nhiên hoang sơ. Bản Cá Cát là một điểm đến nhất định không thể mà bỏ qua khi mà mình đến tham quan ở thị xã Sapa nói riêng cũng như là tỉnh Lào Cai nói chung. Theo như tìm hiểu thì bản Cá Cát được hình thành từ giữa thế kỷ thứ 19 do bộ tộc dân tộc ít người quần tụ theo phương pháp là mật tập, tức là dựa vào sườn núi và quay quần bên nhau. Các nóc nhà cách nhau chừng vài chục mét và sinh sống trồng trọt canh tác trên những sườn đồi nhỏ quần cư. Những ngôi nhà này thì được xây dựng dựa trên những đặc điểm nổi bật nhất của phong cách kiến trúc cổ kính của người dân địa phương, như là nhà được làm theo kiểu ba gian, lợp ván gỗ bơ mu. Thường thường thì người miền Tây của mình là lợp bằng lá dừa nước, tuy nhiên là ở đây là người ta sẽ lợp bằng gỗ nha cô chú. Và đặc biệt gỗ bơ mu này thì rất là phù hợp cho khí hậu khắc nghiệt của vùng Tây Bắc nha.
Sau khi đi tầm khoảng là gần 10 phút nhưng cô chú tại đường cũng khá là khúc khỉu và trơn trượt á, thì Cường cũng đã đến được ngay cổng chào của bản Cát Cát đây. Ở đây thì mình sẽ mua vé nha, vé là 150.000 đồng so với mặt bằng chung cũng như là trải nghiệm rồi, thì Cường thấy là giá vé 150.000 đồng cũng khá là cao nha. Cường đánh giá là tầm khoảng là 70.000 đồng thì nó sẽ xứng đáng hơn. Hai bên đường cô chú sẽ thấy là bán đồ quá trời luôn. Ở đây thì tất cả là hoàn toàn là tính phí hết chứ không có cái nào miễn phí ở trong này nha cô chú. Từ đây mình đi khoảng là 600 bậc tam cấp để đi xuống dưới cùng của bản Cát Cát và có con suối nha. Và khi mà mình bước qua cổng thì có rất là nhiều nơi chào mời mình là mặc đồ trang phục. Nhưng mà theo kinh nghiệm của mình, nếu mà cô chú muốn thuê đồ mặc thì mình sẽ đi xuống mức ở dưới mình thuê nha. Sau đó mình trả ở dưới luôn chứ mình đừng có thuê ở trên này. Thuê ở trên này là mình sẽ mặc bộ đồ đó cũng rất là cực. Mình đi xuống là hơn 600 bậc thang nha. Nhưng mà hướng đi xuống thì rất là khỏe. Còn lúc xíu nữa mình đi ngược ra xe thì mình sẽ đi hướng khác nữa nha cô chú. Trên đường đi Cường thấy có rất là nhiều chỗ để mình có thể chụp ảnh check in nha. Đồ đạc ở trong này thì Cường thấy bán cũng khá là phong phú và đa dạng. Tuy nhiên là ở đây có hàng trăm gian hàng và mỗi gian hàng sẽ bán giống nhau hết nha cô chú. Nhưng mà Cường lưu ý là mình tốt nhất là mình sẽ chỉ tham quan thôi, hoặc là mua những cái gì nhỏ nhỏ dễ thương giống như là móc khóa thôi. Chứ còn cô chú mà mua bạc á, thì chắc chắn là phải biết coi là chất lượng như thế nào. Hoặc là những loại ví dụ như thảo dược thì Cường khẳng định luôn khoảng 80-90% là thảo dược là phải nhập từ Trung Quốc. Nên cô chú của mình cân nhắc trước khi mà mình mua những sản phẩm ở trong này nha. Ở đây mình sẽ thấy là có chỗ là chụp hình sẽ tính phí, có chỗ là miễn phí. Chỗ nào mà tính phí thì mình sẽ hỏi giá kỹ nha. Thì thường thường cũng có 5 đến 10 ngàn hoặc là 20 ngàn, bao gồm cả một phần nước nè. Đây ở đây là mấy chị người đồng bào Hồng Mông mình bán bạc nha. Cường thấy là mấy chị ở đây là nói tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc là tiếng Kinh của mình là cực kỳ giỏi luôn. Có nghĩa là một người bán hàng ở đây biết rất là nhiều thứ tiếng khác nhau nha. Cái này là mình đi xuống dốc liên tục nha cô chú. Chút xíu mà ở dưới mình nhìn lên là mình sẽ thấy được mình trải qua một chặng đường rất là dốc. Còn từ ở trên nhìn xuống mà đây có khu vực nhà văn hóa thôn Cát Cát nữa nè. Ở đây là mình có thể thuê trang phục nè, rồi sẽ có background để mình có thể chụp ảnh nha. Đây cô chú mình sẽ thấy không, thôn văn hóa Cát Cát, xã Hoàng Liên, thị xã Sa Pa của tỉnh Lào Cai nha. Bây giờ thì tôi sẽ tiếp tục đi nha cô chú. Ở đây thì mình sẽ không biết được bao nhiêu cửa hàng bán thổ cẩm nè, rồi quà lưu niệm cũng như là dược liệu nha. Ở trên này thì bán dược liệu khá là nhiều. Khi mà cô chú xem video của Cường, cô chú nghe tiếng len keng không? Đó là tiếng mà những bạn mặc trang phục của người đồng bào Hơ Mông, tức là những cái phần bạc nó len keng nó va chạm với nhau, mình đi mình nghe nó rất là vui tai nha cô chú. Từ ở ngay phía trước cổng mà mình đi xuống từng bậc thang đó cô chú, mình sẽ thấy hai bên là có rất là nhiều chỗ để mình có thể chụp ảnh đẹp. Nhưng mà mình lưu ý là mình xem coi là chụp ảnh hay là miễn phí hay là tính phí nha. Ngoài ra thì còn bán đồ ăn nè, hoặc là mình sẽ bán đồ lưu niệm, đặc biệt là quần áo cũng như là thảo dược là cực kỳ nhiều luôn. Tiếp theo Cường thấy có gian hàng nè, bán những cái lược hoặc là những cái móc khóa làm từ sừng của con trâu nè cô chú. Cái này gọi là sừng thiệt nha, cái này thì rất là dễ để nhận biết và giá cũng rất là tốt. Ví dụ như có giá từ 50.000 đồng cho những cái hình móc khóa như vậy, rất là dễ thương luôn, hình con cú này cô chú. Khi mà sản phẩm làm từ đá thì mình có thể dễ dàng bị lầm, nhưng mà sản phẩm làm từ sừng của con trâu thì rất là dễ để nhận biết nha cô chú. Và giá cũng khá là rẻ chứ không có mắc tiền nha. Còn đây là gian hàng bán thịt trâu gác bếp nè cô chú. Thật sự nha, để phân biệt giữa thịt trâu, thịt bò, thịt heo gác bếp thật sự rất là khó. Chỉ những người nào mà chuyên nghiệp mới biết thôi. Nên là cô chú mua thì thứ nhất là mình coi về giá cả, thứ hai nữa mình sẽ coi về cách nhận biết mà thịt trâu thiệt nha. Với cô chú anh chị mình thấy ở trên này là bán bạc rất là nhiều nha cô chú. Mà quan trọng nhất là mình biết cái tuổi bạc á, thì mình mua thì sẽ sử dụng tốt hơn thôi. Khi mà đi đến đoạn này là cô chú đi được gần phần nửa đoạn đường rồi. Lúc này là Cường có một thắc mắc là tự nhiên mình bỏ vé ra là 150.000 đồng. Nhưng mà mình vào đây là mình chỉ xem người ta bán hàng thôi.
hai bên là bán hàng hết chứ không có cái gì là miễn phí hết trong này hả cô chú. Thì mình không biết là 150.000 đồng nó có xứng đáng hay không. Cường tiếp tục di chuyển để xem là hành trình của mình như thế nào ở trong bản Cát Cát nha. Tại vì nãy giờ mình đi á, mình sẽ không thấy được ngôi nhà của người đồng bào Hơ Mông là bằng gỗ bơ mu gì hết á, chỉ có một số nơi là phục dựng lại thôi. Ở đây của chú mình sẽ thấy được là 10 gian hàng này, hết 8 gian hàng rồi mình sẽ không có đánh giá rồi. Và lúc nào mình cũng sẽ hỏi với lại trả giá hết thì có rất là nhiều du khách người ta ngại, người ta sẽ không hỏi mua nha cô chú. Ta xấu. Bản làng du lịch nhưng mà Cường sẽ thấy được là rất là ít gian hàng để bảng giá nè. Mình đi du lịch mà mình nghe tiếng trả giá qua lại kỳ kèo thì thật sự đó là một hình ảnh không đẹp. Và đặc biệt đối với du khách nước ngoài là người ta sẽ không có quen cái hình thức là trả giá. Trên đường đi là Cường thấy có cái chỗ này là mình sẽ thấy có giá niêm yết này chú. Cô chú, rất là nhiều luôn, sản phẩm nào cũng niêm yết hết thì 40.000, 50.000. Còn túi như vậy là 70.000 đồng nè. Đó, mình đi tầm khoảng xuống 2-3 cái dốc thì mình sẽ thấy được chỗ như vậy. Đây những dân hàng gì mình nên mua nha cô chú. À, đây mình thấy có điểm số 5 bản Cát Cát này, nhà Trình Tường Cổ Hơ Mông. Và vào đây là check-in miễn phí nha. Từ xa mình sẽ thấy được là cái mái ngói rất là đẹp luôn nè cô chú. Kiểu là kiểu rêu phong á, nên là Cường vào quay cho cô chú xem nha. Đây là gỗ của cây bơ mu nè cô chú. Người dân ở đây là thường là gọt gỗ này tại vì chống nước rất là tốt và rất là bền. Lên này thì mình sẽ thấy được là rất là nhiều du khách nước ngoài mình đi tham quan ở trên khu vực là Tây Bắc của mình nha cô chú và anh chị. Đây, trong đây mình sẽ tham quan miễn phí và sẽ có bán một số đồ lưu niệm ở phía ngoài nha. Đây, cô chú mình sẽ thấy ở đây có bán đá nè, rồi lược làm bằng sừng trâu hoặc là sừng bò nha. Công dụng của sản phẩm lược từ sừng trâu này là chải tóc không có bị tích điện, không có bị sơ tóc nè. Còn vào trong thì mình sẽ thấy có trưng bày một số cái hiện vật của đồng bào Hơ Mông của mình. Còn đây là khu vực linh thiêng và trang trọng nhất ở trong ngôi nhà đây. Khu vực này là khu vực thờ tổ tiên nha. Mình sẽ thấy được cái ấm nè. Rồi ở trên là mình có treo một số đồ. Và chắc chắn là nếu mà trường hợp mình gác bếp thịt đồ là mình sẽ để ở trên này cô chú. Và mình nấu ở dưới. Ngày xưa mà du lịch chưa phát triển thì người dân ở đây thường là dệt thổ cẩm, rồi trồng lúa, trồng ngô theo những ruộng bậc thang. Sau này thì du lịch phát triển thì mọi người bắt đầu là chuyển qua kinh doanh, cũng có rất là nhiều mặt hàng, đặc biệt là mặt hàng thảo dược. Nhưng mà Cường thấy thì người kinh lên đây cũng kinh doanh khá là nhiều. Vào đây cô chú sẽ thấy được rất là nhiều chỗ mình ghi chữ là nhà truyền thống của đồng bào Hơ Mông. Rồi tất cả chỗ này mình sẽ được vào xem miễn phí nha. Thì sau đó mình có thể ủng hộ rồi mình mua hoặc là mình uống nước đồ cũng được. Sau khi mà mình đi hết đoạn dốc thì mình sẽ tới khu vực gọi là ngã năm luôn nha cô chú. Đây có là đường xuống thác 50m. Cô chú mình sẽ thấy được là cái đường mà đi xuống thác này gọi là siêu dốc luôn á. Chỉ xíu mà mình đi ngược lên là rất là mệt nha cô chú. Sau khoảng hơn 15 phút Cường đi từ ở trên cổng xuống thì bây giờ là tới khu vực là bản Cát Cát ở dưới này rồi nha cô chú. Thật sự thì rất là đẹp, rất là ngỡ ngàng luôn. Tuy nhiên thì Cường thấy chủ yếu là những công trình du lịch thôi. Đó lý do vì sao mà bán cái cổng, và cái cổng hiện tại thì Cường thấy 150.000 đồng thì khá là cao nha cô chú. Nhà người đồng bào trong đây thì Cường thấy là không có quá nhiều, chủ yếu là phục dựng lại. Còn kinh doanh và làm du lịch thì Cường thấy cũng khá là đông người kinh ở dưới xuôi trên đây làm. Vào đây thì cô chú sẽ thấy được là hai bên dọc theo con suối sẽ có rất là nhiều tiểu cảnh để mình có thể chụp ảnh check in. Ví dụ như đây là con suối Cát Cát nè, rồi chút xíu Cường sẽ quay cho cô chú của mình là thác Cát Cát. Và có một cái cầu bắc qua, mình có thể đi qua đi lại. Một bên á, mình từ ở ngoài đi vào thì mình sẽ thấy ở chỗ này là có là gọi là nhà văn hóa để có thể là xem biểu diễn nhạc của người Hơ Mông. Còn ở phía bên tay trái mình bước qua cây cầu thì mình sẽ thấy được là có chụp ảnh với lại thác nè, rồi có lớp học của người Hơ Mông. Và bên trái cũng là lối ra khỏi khu vực là bản Cát Cát. Ở đây mình sẽ thấy được là thiên nhiên quá hùng vĩ luôn cô chú. Và chỗ này chút xíu nữa cô chú mình sẽ thấy được là Cường quay là căn nhà của Mỹ nha. Đây là khung cảnh mà Cường đứng ở trên cây cầu tình yêu. Nhìn pha bên tay trái thì sẽ thấy được nguyên dòng thác Cát Cát nè cô chú thấy không. Do là đi lúc là mùa mưa cô chú nên là hiện tại là thác chảy rất là mạnh và khung cảnh là cực kỳ hùng vĩ và đẹp luôn nha.
Vào những ngày mà thời tiết đẹp cũng như là mùa du lịch ở trên Sapa thì thật sự là lượng du khách đến với bản Cát Cát là cực kỳ đông. Mỗi ngày đón có thể là hàng chục ngàn du khách của chú, nên là rất là đông. Và đó là lý do vì sao bản Cát Cát được xem là bản làng của người đồng bào giàu nhất của Việt Nam. Và khi mà mình đi tham quan du lịch ở trong này có rất là nhiều thông tin từ hướng dẫn viên hoặc là cơ quan báo đài sẽ cập nhật cho mình thông tin là không có nên cho bánh kẹo cũng như là tiền cho trẻ em ở đây. Tại vì trẻ em ở đây đi học là sẽ được tiền và có gạo, có nghĩa là nhà nước tài trợ rất là nhiều. Tại vì nếu mà du khách cho tiền cho những em bé này thì mấy bé là sẽ thích tiền, thích đồ ăn kẹo ngọt hơn thay vì đi học. Nên là việc mà đi học là sẽ bị bỏ dang dở. Nên quý cô chú anh chị của mình cũng lưu ý điều này nha. Đây là một hình ảnh rất là đẹp nè cô chú. Mấy cô lớn tuổi ở đây là đang ngồi dệt thổ cẩm trực tiếp cho mình xem. Mình có thể là ngồi xem hoặc là mình mua đồ ủng hộ nha. Nhưng mà cô chú cứ hỏi giá, tại vì ở đây thì sẽ không có ghi sẵn giá đâu. Mình cứ hỏi thì gian hàng nào mà được giá thì mình mua nha cô chú. Mình sẽ thấy là bán trang sức bạc nè, đồ khóa hoặc là túi, rồi kim ba lô đó nha cô chú. Lên trên này thì Cường có lời khuyên với mấy chị ở đây là mình tới đây nè, mình thuê trang phục mình mặc, mình chụp những tấm ảnh rất là đẹp nha. Thay vì mình mặc đồ bình thường của mình thì mình chụp mà mặc đồ của người đồng bào ở đây thì rất là đẹp. Bây giờ thì Cường sẽ tiến lại gần hơn với khu vực là Thác Cát Cát nha, để cô chú sẽ thấy được là sự hùng vĩ. Nhìn từ xa thì thấy nó nhỏ nhưng mà mình đi lại gần á, tự nhiên mình thấy mình nhỏ xíu à. Và đây những bạn, những chị, những cô, những dì mặc áo của người đồng bào Hờ Mông nè. Ở đây thì chỉ có người Kinh mình mặc thôi, chứ người Hờ Mông thì không có ai mà đứng ở đây chụp hình nha cô chú. Tốt nhất á, là mình đến đây mình hãy thuê đồ chụp hình. Chứ còn mình thuê đồ mà từ ngay cổng bán vé của mình xót vé á, sau đó là mình đi ngược lên mình trả đồ thì rất là cực luôn. Tại vì hướng đó là hướng vào, còn mình hướng ra là một hướng khác nha cô chú. Thật sự thì nếu mà mình đi ngược ra cái hướng đó cũng không ai nói gì. Tuy nhiên là mình đi lên á, thì cái dốc nó rất là cao so với lại cái hướng mà đúng theo quy định luôn, là mình đi vào một hướng và đi ra một hướng. Bây giờ thì Cường sẽ di chuyển đến khu vực chính, diễn ra rất là nhiều chương trình ở trong này, ví dụ như là ca múa nhạc. Bây giờ là Cường chính thức bước vào khu vực là làng Hàng Cát Cát nha cô chú. Đây là một thiên đường cho quý cô chú anh chị nào thích phong cảnh thiên nhiên, rất là đẹp luôn. Đây là dưới một con suối nè, cầu Cường đang đi qua, và hai bên là rất là nhiều cây cối. Trời ơi, còn ở đây thì mọi người là cho được câu ăn nè, để có ra những tấm hình rất là đẹp nè. Nên là mình coi ở trên mạng YouTube nè, rồi Facebook, Instagram á, mình sẽ thấy được là để có những tấm hình mà đẹp á, đâu phải dễ dàng nha cô chú. Thấy cảnh hậu trường không, rất là cực luôn á. Vào khu vực này thì Cường sẽ thấy có hai dịch vụ mình xem được hoàn toàn là miễn phí. Thứ nhất là mình xem chương trình là hát cũng như là múa của người đồng bào Hờ Mông. Thứ hai nữa mình có thể tham gia nhảy sập nha cô chú. Còn những dịch vụ khác, ví dụ như là chụp ảnh với là bồ câu thì mình phải cho chim bồ câu ăn nè, mua phần thức ăn. Hoặc là mình có thể chụp ảnh với những con ngựa ở đây thì mình sẽ có quy định luôn là chụp bao nhiêu tiền là bao nhiêu tấm hình nha cô chú. Khung cảnh ở đây thì rất là đẹp, kết hợp với những bộ đồ đầy màu sắc của người Hờ Mông. Thì mấy cô, mấy chị, mấy em ở đây khi mà đi du lịch rồi thì nhớ là mình thuê bộ đồ để mình chụp, để có những tấm hình đẹp sau này mình làm kỷ niệm nha. Và điều mà Cường thích thú và ấn tượng nhất đó là mình xem biểu diễn ca múa nhạc của người đồng bào Hờ Mông ở đây. Đây là toàn cảnh khu vực bản Cát Cát. Cường đứng ở phía trước chỗ mà biểu diễn văn hóa nghệ thuật nha cô chú. Và phía sau lưng Cường sẽ có một lớp học giả định, có nghĩa là có thầy cô này, rồi có mấy bé đang học chữ nha. Nhìn cũng rất là dễ thương. Mình thích mình dạy
khung cảnh như vậy thì Cường thấy rất là đẹp luôn. Mình sẽ thấy được rất là bình yên. Nếu mà mình tưởng tượng là ngày xưa mà người dân đang sinh sống bình thường và không có du lịch phát triển á, thì đây là một vùng đất cực kỳ yên bình, rất là đẹp. Còn bây giờ thì Cường mời quý cô chú và anh chị của mình tham gia trò chơi là nhảy sập nha cô chú. Nhìn cũng khá đơn giản nhưng mà mình không có quen cái nhịp để rất là dễ bị dính chân. Ở đây mình có nhảy sập nè cô chú. Cái này mình biết nhịp á, mình nhảy dễ, còn không là rất là dễ bị dính chân nha. Ở đây mình không biết nhảy thì sẽ có người chiều cho mình nhảy luôn nha cô chú. Bây giờ thì Cường sẽ di chuyển vô lớp học nha cô chú. Thật sự thì hình ảnh này quá trời đẹp luôn. Phía sau lưng của Cường ghi là nhà của Mỹ. Và đây là hình ảnh mà mấy bé đang ngồi học chữ do thầy dạy. Và đây là một trong những hình ảnh mà rất là đẹp. Cường rất là thích thú khi mà vào khu vực là bản cát cát của người đồng bào Hơ Mông nha. Ở bản cái cát này nếu mà cô chú mình thích quay phim, chụp ảnh cũng như là tìm hiểu văn hóa ở đây á, mình có thể dành nguyên một buổi luôn nha cô chú. Còn nếu mà trường hợp mình đi để tham quan đơn giản bình thường thôi thì mình dành khoảng là 2 tiếng đồng hồ dưới đây là đủ rồi. Đường đi thì trơn trượt, hiện tại là đang là mùa mưa. Tuy nhiên bù lại thì mình sẽ thấy được là những con suối cũng như là dòng thác dưới này rất là đẹp, rất là hùng vĩ. Và mình cũng rất là dễ dàng bắt gặp những bạn người Kinh nè, có thể là thê áo của đồng bào người Mông để mình có thể chụp những tấm ảnh rất là xinh, rất là dễ thương luôn. Sau khi tham quan ở đây tầm khoảng 1 tiếng rưỡi thì bắt đầu là mình sẽ đi ngược ra để về thị trấn Sapa nha cô chú. Thật sự thì ở đây mình nghĩ, Cường nghĩ là mình ở một buổi cũng được nữa nha, tại quá nhiều cái để mình có thể xem. Ví dụ như là thổ cẩm nè, rồi mình thấy bà con mình ở đây là mình đang ngồi dệt nè, rồi đang làm thịt trâu gác bếp nữa. Nói chung là rất là nhiều cái để mình có thể trải nghiệm trực tiếp. Đoạn đường lên quý cô chú anh chị mình sẽ thấy được là hai bên cũng rất là đẹp nha. Một bên là rừng nè, rồi núi cao, còn một bên vẫn là dòng thác nha cô chú. Và khoảng mà mình đi ngược lên thì sẽ không có quá dài và xa giống như là khoảng mà mình đi xuống. Đối với cá nhân của Cường thì bản cát cát là một bản cũng khá là đẹp. Tuy nhiên là phí dịch vụ 150.000 đồng thì Cường thấy khá là cao. Tại vì với số tiền này mình chỉ xem được một phần miễn phí là cái chương trình là ca múa nhạc của người Hơ Mông thôi.
lúc mà xuống thì rất là khỏe cô chú, nhưng mà đi lên thì mới mệt. Đi lên chỉ có khoảng là 2/10 chặng đường thôi, nhưng mà khá là mệt tại vì rất là dốc. Từ ngay đoạn này nếu mà mình đi bộ lên 400m nữa thì sẽ có xe của đoàn rước nha, không tốn phí. Còn đi xe điện là 10.000 đồng thì quyết định là sẽ đi xe điện nha cô chú. Vậy là Cường vừa kết thúc hành trình thăm bản Cát Cát với chi phí là 150.000 đồng vé cổng, 30.000 là tiền xe ôm. Lý do là bị sạt lở cũng như là mưa nên không có đi được bằng xe của mình nha cô chú, mà phải nhờ mấy anh người đồng bào ở đây chở mình. Và dĩ nhiên ở Sapa nói riêng cũng như là Lào Cai nói chung thì không chỉ có là bản Cát Cát, mà quý cô chú và anh chị có thể thấy được là thị xã Sapa rất là đẹp nè. Rồi mình có thể đi tham quan là cầu kính Rồng Mây hoặc là đỉnh Phan Xipang được xem là nóc nhà của Đông Dương. Hay đơn giản nhất là mình chỉ cần đến thị xã Sapa thưởng thức đặc sản ví dụ như là bánh hạt dẻ hoặc là thắng cố ở chợ đêm Sapa và cảm nhận được không khí rất là trong lành cũng như là thời tiết mát mẻ vào dịp chớm thu, thì đó là một trong những khoảnh khắc rất là tuyệt vời khi mà mình lên được khu vực là núi rừng Tây Bắc. Và video của Cường thì sẽ kết thúc tại đây. Nếu mà quý cô chú anh chị của mình thấy hay thì nhớ tặng cho Cường một đăng ký kênh cũng như là để lại một bình luận để Cường có thêm động lực làm thêm nhiều video mới nữa nha.